Chào mừng các bạn đang đến với Săn Hình Trên Quà. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi kết quả khán giả may mắn của chuyện phim Cô Nàng Của Tôi. Trong thời gian phim phát sóng đã có 20 cặp ảnh xuất hiện ngẫu nhiên trong các tập phim may mắn. Có 3 vị khán giả đã gửi số lượng ảnh nhiều nhất và hợp lệ về cho fanpage Loman TV với 18 cặp ảnh. Xin chúc mừng các khán giả may mắn đã nhận được quà của chương trình với giá trị mỗi phần quà là 1 triệu đồng. Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho những khán giả may mắn trong những bộ phim tiếp theo. Quý vị hãy đồng hành cùng Săn Hình Trên Quà để mang về những phần quà hấp dẫn cùng truyền hình Long An nha!